Xin kính chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn một số các mẹo để chúng ta có thể lựa chọn được những quả dưa hấu ngon, ngọt, mát cho gia đình nha. Mùa hè sắp đến rồi, mùa dưa hấu sắp đến rồi. Nào các bạn cùng làm theo mình nhá. Thứ nhất là các bạn quan sát vào phần vỏ dưa. Dưa càng chín thì vỏ của nó càng nhẵn. Các bạn sờ vỏ dưa nhẵn là chứng tỏ quả dưa đó đã già và chín. Thứ hai nữa là vỏ dưa là phải cứng. Các bạn ấn vào quả dưa, nếu mà vỏ dưa thấy cứng thì chứng tỏ là vỏ dưa đấy đã già và rất ngọt. Tiếp theo đó là các bạn quan sát thấy màu sắc của vỏ dưa nó phải sẫm màu. Nếu như mà màu xanh thì là nếu như mà màu xanh đen thì các cái vân của nó cũng phải là màu xanh đen. Đấy, các bạn chú ý nhá. Cái tiếp theo nữa là các bạn dùng tay vỗ vào vỏ quả dưa, nếu như mà tiếng kêu phát ra đanh, kêu tiếng ta nghe cảm giác nó đanh, chứng tỏ quả dưa đó đã già và ăn nó sẽ ngon ngọt hơn. Nếu như mà dưa phát tiếng bộp bộp, cảm giác nó không chắc thì chứng tỏ quả dưa đấy nó không ngon. Tiếp theo là các bạn nhìn vào cuống dưa, nếu như mà cuống dưa mà khô, nó đã héo phát và khô vào thì chứng tỏ là quả dưa này đã già và hái già và chín. Còn nếu như cuống mà nó màu xanh, nó vẫn còn màu xanh và tươi, chứng tỏ là quả dưa này bị hái non và nó sẽ không được ngọt. Tiếp theo là các bạn quan sát đến núm dưa. Núm của quả dưa hấu ngon thì nó thường tròn đều và hơi lõm xuống. Các bạn chú ý điều này nhé. Thứ tiếp theo nữa là các bạn áng khoảng cân nặng. Các bạn nhìn quả dưa nào mà quả dưa này mình đoán chừng khoảng 2 cân, mà khi cân lên nó được 3 cân chẳng hạn thì chứng tỏ là quả dưa đó đã già rất là nặng. Nếu như quả dưa nào mình áng chừng khoảng 2 cân nhưng mà cân chỉ cân được khoảng 1 cân hoặc 1,5 cân thì chứng tỏ quả dưa đó non và xốp, không ngon. Tiếp theo nữa, một cái điểm mà các bạn chú ý đến đó là cái phần tiếp xúc của quả dưa đối với mặt đất. Cái phần này nên có màu vàng hoặc là màu cam. Nếu như mà nó có màu trắng thì chứng tỏ là quả dưa nó không ngon. Quả dưa nó ngon nó phải là có màu vàng hoặc màu cam. Các bạn chú ý nhé. Một cái đặc điểm mà các bạn cần chú ý nữa đó là vết ong châm. Trên vỏ quả dưa có càng nhiều vết ong châm thì chứng tỏ quả dưa này đã được ong thụ phấn rất là nhiều lần. Và quả dưa này rất là ngon, ngọt. Đây là một số các cái mẹo vặt để giúp các bạn chọn lựa những quả dưa hấu cho gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ cho bạn bè được biết. Và nhớ ủng hộ mình bằng một like và đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.